Chào mừng quý anh chị khách hàng, cô chú và các bạn đang quay trở lại với video trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Video ngày hôm nay chia sẻ về một miếng đất với diện tích là 7,3 nằm tại vị trí là ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Lô đất ngày hôm nay phù hợp cho anh chị nào đang tìm đất mẫu, đất lớn để lập vườn ở dưỡng cũng như là đầu tư tại một vị trí đang hiện tại có giao dịch bất động sản sôi động nha. Đây vị trí đất của mình. Hướng này là đường đất đỏ để ra ngoài cung đường nhựa, cách đường nhựa chỉ khoảng độ 1 cây số thôi anh chị. Và sau đây để anh chị hình dung rõ hơn khi ra review thực tế bên ngoài thì Hoàng sẽ cho anh chị xem được cái vệ tinh Google Map toàn vẹn hình dạng thửa đất. Khi mà mình nhìn tổng thể thì bên ngoài mình sẽ đi dễ hơn nha anh chị. Tình trạng sổ sách chính chủ nằm tại nhà. Nếu như sau khi anh chị đi xem đất thực tế gặp chính chủ thuận về giá cả thì anh chị có thể công chứng sang tên ngay trong ngày luôn nha anh chị. Từ vị trí lô đất của mình di chuyển về ấp Văn Hóa Long Thịnh là khoảng độ 1,5 cây số, di chuyển về ủy ban dân xã Long Khánh là khoảng 2,5 đến 3 cây, di chuyển về trung tâm thị trấn Bến Cầu là khoảng 12 cây và về thành phố Hồ Chí Minh là 75 cây. Khu vực của mình thì có dân cư nha anh chị, tuy nhiên nó hơi thưa. Còn nếu mà ra khu vực đông dân cư thì cách lô đất của mình khoảng độ 700m đến 800m. Ngoài đó thì quán cà phê, tiệm tạp hóa và đầy đủ tất cả các tiện ích dịch vụ. Còn đất của mình hiện tại thì có đường điện nhà nước đi ngang rồi, đủ sức để anh chị có thể lập một mảnh vườn tại vị trí này. Và có đường điện vào thì mình có thể bơm nước tưới tiêu đầy đủ tại vị trí này ha. Rồi bây giờ đi vào vấn đề chính của lô đất. Phần vị trí số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 là Hoàng đã đánh các góc của lô đất. Lô đất của mình tuy là diện tích lên đến 7,3 nhưng mà cái thế đất nó cũng khá là đẹp nha anh chị. Nó hình chữ nhật vuông với phần mặt tiền đường và dư ra một cục ở phía sau. Phần mặt tiền đường của mình là đường đất đỏ. Đường này thì xe tải vào ra thoải mái như lúc ban đầu mà Hoàng vừa quay. Thì vị trí số 1 qua vị trí số 2 đây là phần mặt tiền đường kéo dài lên đến 45m. Tiếp tục cái cạnh dài nhất á, là từ vị trí số 1 xuống vị trí số 4 là dài đến 170m nha anh chị. Cái cạnh đối diện chiều dài là vị trí số 2 xuống vị trí số 3 dài đến 145m. Và cái khúc đích của nó thì nó sẽ dư ra khoảng độ 500m nha anh chị. Còn cái phần đó phía sau ha thì hình dạng như thế nào, một tí thì Hoàng sẽ đi xuống cuối đất luôn quay cho anh chị xem. Hiện trạng sử dụng đất của lô này là đất trồng lúa nước còn lại LUK và chủ đã đăng ký để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư tại ủy ban nhân dân xã Long Khánh. Và theo thông báo thì có thể là đầu năm xét duyệt lại khu vực của mình là có thể đưa vào danh sách để lên thổ cư nha anh chị. Đây là thông tin từ chủ chính xác. Còn thông tin chi tiết rõ ràng hơn thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng, Hoàng sẽ thông báo thêm cho anh chị. Đó là hình dạng thửa đất trên vệ tinh Google Map cũng như là giống y chang trên sổ. Thêm một cái điều thú vị trong cái lô đất gần một mẫu ngày hôm nay là từ vị trí số 1 xuống tới vị trí gần số 5 đó anh chị, cái chiều dài mà bên cạnh 170m á, thì trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất khúc này nó là một cái con đường luôn anh chị, đường giao thông của nhà nước nha, hiển thị màu vàng. Thì để anh chị có thể hợp thức hóa con đường này thì mình có thể là đắp thêm cái lề đường ra và cho nó thông vào bên trong, thì tính ra thế đất của mình ra đến hai mặt tiền đường. Từ vị trí số 1 xuống gần vị trí số 5 là nó lên đến cũng khoảng độ 100 đến 100 ngoài mét đó anh chị. Đó, khá là dài ha. Rồi đó là thông tin trên cái vệ tinh. Sau đây thì là thực tế nè. Từ vị trí này kéo dài qua tới cái trụ đằng kia, cầu trụ bê tông á, là 45m. Cạnh này dài xuống là 170m. Bắt đầu cua nguyên một cái khúc đích ở phía sau, nhô ra kéo dài qua cũng khoảng hơn 45m. Cạnh này kéo dài lên là 145m để hình thành nên một cái lô đất lên đến là 7,3. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi hết 45m phần mặt tiền đường đất đỏ này cho anh chị xem. Đấy, đường điện nhà nước ở trên nha anh chị. Đây là mình đứng giữa đất để nhìn xuống nè, thăm thẳm chiều trôi luôn. Và tới cái phần cái cây xanh ở phía sau đấy. Đây, mình sẽ đi qua tới bên đây là có cắm trụ bê tông rõ ràng, ranh giới ổn định nha. Với một diện tích khủng như thế này và mặt tiền đường khá nhiều thì nếu như anh chị sau khi mua được cái miếng này mình có thể là hợp thửa lại, sau đó cắt theo đủ diện tích một công để chia sẻ lại cho những nhà đầu tư nhỏ nha. Đó, mặt tiền là 45m, cạnh này dài xuống là 170m theo cái đường bờ này. Và đây cũng sẽ là con đường trên cái sơ đồ quy hoạch sử dụng đất. Nó là một con đường để đi thẳng vào bên trong, lên đến ngoài 100m nha. Mình có thể đắp bờ thêm và rải đá mi vào thì để hình thành trong con đường, để đất của mình sẽ hai mặt tiền đường giá trị hơn. Đó, trụ điện sẽ đi vào tới trong đây luôn chị, để trên đất nông nghiệp tưới nước nha. Đất của mình thì đầu đất đều có cắm trụ hết rồi anh chị. Đó, bên đó là nguyên một dãy trụ kéo dài 145m.
còn cạnh mình đang đi là dài 170m nha. Và thế đất mẫu hiện tại đang ở vị trí Hoàng đang quay cũng khá là cạn kiệt rồi anh chị. Đây là một trong những cái lô mà hiếm hoi chủ càng kêu bán nha, cho nên đây là cơ hội để anh chị có thể sở hữu và cho mình để mình có thể sử dụng hoặc là có thể đầu tư bán lại. Còn rất là dài anh chị, mình đi chỉ hơn một nửa thôi. Trụ bê tông thì mình đã cắm giáp dòng đất rồi, còn nếu mà để cho nó đẹp hơn thì mình có thể kéo những cái hàng kẽm gai anh chị. Đi ba đường kẽm gai thì mình sẽ nhìn rõ cái hình dạng hơn ha. Nó cứ cách khoảng độ 10m là một cây trụ nè anh chị, cái trụ bê tông lên cao lên đến 2m2. Thổ nhưỡng ở đây khá là tốt nha anh chị. Đất này là có thể trồng cây sầu riêng nè, vườn xoài nè, vườn mít nè. Và đặc biệt thì đất của mình nó gần kế với một số cái con rạch nước, cách khoảng độ 100 đến 200 mét thôi, cho nên là khí hậu ở đây cũng khá là thoáng mát nha. Và điển hình thì có một nguyên một cái vườn sầu riêng cách đất của mình khoảng độ 500-600 mét thôi. Anh chị xuống xem thực tế thì Hoàng sẽ cho anh chị xem được minh chứng là khu vực này có thể trồng cây ăn trái rất là tốt. Đây, sẽ qua cái trụ luôn nha anh chị. Đó, tới cái đám cây xanh đó, bò hết đám cây xanh tới đây là đất của mình luôn nha. Ở đây đi thẳng qua bên kia, nếu mà theo đường thẳng là 45m á, cạnh này giờ lên là 145 nè, mặt tiền là 45 và cạnh mình đang đứng là 170m. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi qua bên cái cạnh 145m, đi một khúc nữa cho anh chị xem nha. Một diện tích đất khá là khủng, đất đẹp, mặt tiền nhiều, 45m mặt tiền, hai cạnh dài xuống gần 170m, 45m bên đây. Đấy, anh chị có thể hình dung rất là rõ về đất này rồi, sau khi mà xem vệ tinh Google Map rồi Hoàng đi thực tế bên ngoài như thế này nữa. Đây, Hoàng sẽ đi thẳng qua bên cái bụi cây này luôn anh chị, để đến cái trụ bên kia. Bên đây thì đã có cắm trụ cũng giáp dòng rồi, chỉ việc là về mình kéo kẽm gai nữa thôi là lô đất của mình rất là dễ hình dung thực tế bên ngoài. Ở đây là nguyên một cái rạch nước nè anh chị, kênh tiêu để dẫn nước, cho nên ở đây là mình không sợ thiếu nước tưới vào cái mùa khô nha anh chị. Đây, mình tới cái trụ này là phần mặt hậu đấy. Cạnh này dài lên 145, mặt tiền là 45 và cạnh này dài xuống là 170m. Đó là tổng thể hình dung của đất bên ngoài. Bây giờ thì Hoàng sẽ bắt đầu từ vị trí đất di chuyển trên cung đường đất đỏ này để ra ngoài khu dân cư, quay hai bên cho anh chị xem. Xin nhắc lại, lô đất của mình thì cách khu đông dân cư là khoảng độ một cây số nha anh chị. Còn khúc này thì cũng có nhà nhưng mà nó hơi thưa. Đường điện thì đi vào tới tận đất. Còn đường đất này khá là đẹp nha, rộng rãi. Khúc này thì một cái kênh nước nè anh chị, nó vẫn ngầm ở phía dưới nha anh chị. Nó đi liên huyện luôn, huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu. Rồi, ra tới ngoài khúc này là bắt đầu có nhà rồi anh chị. Đối diện đất của mình xéo qua một bên thì cũng có nhà luôn ha. Và bây giờ thì Hoàng xin thông báo cái phần quan trọng nhất của video, chính là giá cả của lô đất mà hiện tại chủ đang kêu bán. Tổng diện tích là gần 7.300m2 là 703, với thế là 45m mặt tiền đường, hai cạnh dài xuống 170m. Và đất đã đưa vào danh sách đăng ký để lên thổ cư, chỉ chờ xét duyệt và đầu năm thì nếu ok mình có thể lên thổ cư. Đó là thông tin từ chính chủ. Thì chủ sẽ bán toàn bộ lô đất này với giá trị là 2.400.000.000. Và giá này thì vẫn còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Sổ sách nằm tại nhà, nếu mà có nhu cầu mua ở thuận giá thì có thể là công chứng sang tên ngay trong ngày luôn. Đây, ra ngoài khúc này là bắt đầu mình sẽ leo lên một cái con đường nhựa rồi anh chị. Nhà cửa bắt đầu đông lên dần ha. Vị trí của mình cách Sài Gòn là 75 cây, cách đất văn hóa Long Thịnh là khoảng độ 1.5 cây, về ủy ban xã là 2.5 cây, 3 cây. Khu vực này thì có chợ cao su nè, rồi chợ lớn Long Thuận, và ra ngoài mặt tiền đường DT786 là ngay mặt tiền của ủy ban nhân xã, đó là đầy đủ tất cả thứ cần thiết nha. Điện máy xanh, bách hóa xanh, chợ, tiệm sửa xe, đầy đủ hết. Nhắc lại cái giá là 2.400.000.000. Giá này thì vẫn còn thương lượng chính chủ. Anh chị có nhu cầu mua thì xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139 đã thể hiện góc dưới màn hình. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp số này với Hoàng nha. Đây, ra ngoài đây thì rất là đông quán xá nhà cửa nè anh chị. Rồi chạy một đoạn nữa thì ra đường nhựa liên xã để về ấp Quán Đông Thịnh. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Em là Hoàng. Xin kính chào.